sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714-741-2008 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nguyễn Trường Hoàng trong khi trở lại với tất cả quý khán thính giả một lần nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho News Sài Gòn TV theo dõi cà phê sáng à, vẫn một chút xíu tin liên quan tới 50 nhà hàng ngon nhất thế giới. Thực sự là trong danh sách này họ nói tất cả các nhà hàng này không phải là chỉ là món ăn ngon thôi. Nhưng Nguyễn Trường nói là <laughs> dịch vụ phải tuyệt vời. Thứ ba là chỗ phải đẹp. Mà công nhận thưa quý vị khi mà chúng ta đã bỏ ra một số tiền mất thì giờ mà đưa người yêu, đưa vợ, đưa bạn bè, đưa chồng đi đó thì phải kiếm một cái chỗ bởi vì mình có mỗi một cái cuối tuần thôi, thí dụ đến tối thứ sáu hoặc tối thứ bảy mình đi ăn thôi. Mình muốn một cái chỗ thật đẹp, nó yên lặng vừa phải. Cho nên họ nói những nhà hàng này theo đó đúng tiêu chuẩn luôn. Cho nên thực sự là như vậy, mình vào ăn cái chỗ đẹp nhưng mà Nguyễn Trường nhìn cái nhà hàng này có gì đẹp không? Không thấy gì. Thế đẹp. không? Ngồi thì chẳng lẽ người bên này ngồi nhìn người bên kia vậy mà nập, nằm trong số những nhà hàng ngon nhất thế giới chỗ này xem là cũng thường thôi nhưng mà vì sao cái không khí rồi cái cách nấu ăn vân vân và đây là một trong những cái chuyện mà cầu kỳ vâng à, để mà xếp hạng vừa Michelin vừa là nhà hàng ngon nhất thế giới bao gồm cái sự cầu kỳ của nó nữa đầu bếp đó đã bỏ công sức như thế nào để nghiên cứu và lấy các vật liệu như thế nào thí dụ có những nhà hàng họ chỉ lấy vật liệu đằng sau nhà của họ thôi tức là sau cái nhà hàng tức là sao nguyên một mảnh đất trồng toàn là các vật liệu organic để làm, làm sử dụng chứ không có nhập cảng, không có lấy đồ đông lạnh hoặc là những cái thứ chứ ngộ như là họ nói là thịt heo hoặc là thịt bò của chúng tôi cũng nuôi bằng cỏ xanh mướt rồi không có bất cứ một cái chất gì kích thích vào trong tôm, cá, thịt hay heo của chúng tôi cả. Cho nên họ nói đó là lý do tại sao mà xếp hạng ngon là nhờ. À, thưa quý vị, chúng tôi coi qua cái một sao, hai sao và ba sao như thế nào đó. Ừ. Thì họ đánh giá như thế này đây một sao là chất lượng tốt khi nấu cũng đáng để dừng lại ăn thử hai sao là tuyệt vời kỹ thuật nấu uh -huh. đáng để chúng ta ghé qua một lần yeah. và cái được ba sao là tuyệt vời trên cả tuyệt vời yeah. khi nào chúng ta mà có đi hành trình ở đâu đó thì nhớ ghé qua khu vực này có đó một... là những nhà hàng mà mà được một sao hai sao và ba sao nhưng mà đố anh thụy đó nước nào trên thế giới này được ngôi sao michelin về ăn uống nhiều nhất nhiều nhất tôi anh nghĩ là nước món ăn nước nào là ngon nhất nè tôi thấy tôi thật sự không không nói được nhưng mà tôi thích đồ ăn nhật à, à nhật không. bản phải không không thôi quý vị nước mà được nhiều michelin star nhất thế giới là nước Pháp oh. Đồ ăn Pháp Michelin là của Pháp mà cho nên họ phải nó là sự thiên, thiên vị Đây là một đĩa cà uh, caviar Chỉ có 175 đồng thôi Nguyễn Trường yeah. Một muỗng thôi đó, một muỗng cà phê nhỏ xíu đó <laughs> <laughs> Thưa quý vị, theo một cái danh sách mà những nhà hàng ở Việt Nam mà đã được Michelin star rồi đó Thì tôi thấy đó Gần hầu hết trong những nhà hàng đó đều có đầu bếp người Pháp Thí dụ như là Tradin descent Sài Gòn <laughs> như là là cái gì uh, yeah, Pháp là, là mua gì đó Công Ở nhạc. Sài Gòn rồi uh, Escalo escal ừ. gì đó cũng ở Sài Gòn và đâu hết người Pháp hết trong những yeah. nhà hàng đó. Từ uh, chuyện mà những nhà hàng <laughs> ngon nhất thế giới bây giờ bước sang tiểu bang nào có người vô gia cư nhiều nhất oh. trên thế giới. <laughs> Tôi cũng có cái tin đó nữa. Nguy Nguyễn Trường đoán coi, quý vị đoán thử xem coi trên 50 tiểu bang của nước Mỹ và bao gồm luôn các khu vực thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ, Puerto Rico, đảo Guam vân vân rồi các đảo ở ngoài Caribbean đó, nơi nào mà đông vô gia cư nhất thì chắc, quý vị nói chắc quý vị cũng biết đó New York, no. New York hạng nhì, oh California, Hôm nay wow. uh, trong một bản xếp hạng và họ nói nhiều đến độ riêng California không thôi đó, đã chiếm tới 1/3 số người vô gia cư trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, bao gồm luôn Puerto Rico và đảo Guam và các vùng lãnh thổ của nước Mỹ khủng khiếp và điều này cũng cho thấy rằng cái tình trạng khó khăn của chính phủ hiện nay một trong những vấn nạn lớn nhất của california là nguyễn Trương giá nhà và nhà ở ngày hôm qua chúng tôi cũng thường đọc uh, trên uh, quý vị vào uh, nếu mà quý vị muốn quan tâm tới những gì mà người láng giềng của mình uh, uh, thắc mắc uh, quý vị vào trong trang mạng myneighbor.com uh -huh. quý vị vào đó quý vị uh, có địa chỉ của mình quý vị uh, ghi danh thì quý vị sẽ quý vị đưa vào trong một cái cái mạng mà trong đó đó những cái khu phố chung quanh của mình họ đặt ra những cái câu hỏi những cái vấn đề cho nên mà mặc dù mình không có ra đường mình cũng không biết được người neighbor của mình như thế nào nhưng mà gần đó thí dụ như là quý vị sống ở Garden Grove quý vị sẽ biết người người Garden Grove hoặc là Westminster hoặc là Midway City đặt ra những vấn đề ví dụ như họ nói những chuyện rất là nhỏ ờ, mới vừa xảy ra cái vụ bắn tối hôm qua quý vị có biết chuyện gì không thế là người ta nhảy vào người ta bàn nó giống như facebook vậy đó nhưng mà rất là đặc biệt tập trung vào trong cái khu địa phương của mình thôi à, tôi có con mèo là có ai muốn nhận nuôi không tôi có cái cây này quý vị biết tên nó là gì không thì trong đó họ cũng đề cập thì trong này có người nói là có ai giúp đỡ cho chúng tôi cho thuê mướn một phòng hay không À, người này đã trong suốt mấy tháng qua hiện nay đang là người vô gia cư cái điều khó khăn cho họ đó họ nói rằng tôi có tiền tôi có việc làm mà tôi vẫn phải sống vô gia cư tại sao tiêu chuẩn của những apartment bây giờ và kể cả những người cho thuê mướn đó quá khó khăn nguyễn trường và thư quý các tính giả vì sợ rằng những người này vào đó mà cái họ không có đủ điểm tín dụng đó Đúng rồi. là sợ không trả tiền nhà mà khi mà mà những chủ nhà này đó nhất là đối với người Việt Nam nữa người Việt Nam là chỉ muốn cho người Việt Nam thuê thôi không cho người khác vào tôi để ý thấy được cái tâm lý như vậy đó mà chưa kể ra người Việt Nam đó là để xem có cái tình trạng trước đây họ như thế nào rồi tới rồi thỏng phỏng vấn nữa bởi vì tôi có những người bạn cho thuê mướn thì những người bạn nó nói là thà là cẩn thận Kiếm được một người thà là lấy tiền nhà vừa phải. Nhưng mà bảo đảm cái người đó không quấy phá mình. Tới khó khăn. Mình. Một cái cuộc thăm dò mới ừ. đây cho thấy. Người ta hỏi rằng là tại sao lại có nhiều người vô gia cư đến vậy. Ừ. Thì hầu hết đều trả lời là mất nguồn lợi tức. đúng Thì là những để... gia đình họ nói rằng là chỉ cần có 3 tới 500 đồng thêm một tháng nữa thôi. Trong vấn đề lợi tức thì chúng tôi đã không có phải là người ừ. vô gia cư. Tiếp tục với các bản tin liên quan đến tình hình thế giới Hoa Kỳ và kể cả địa phương nữa trong Thời sự Thế giới ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau bản quảng cáo và tạm chia tay với Nguyễn Trương. À, cảm ơn quý vị theo dõi trong chương trình ngày hôm nay và ngay sau cà phê sáng là Thời sự Thế giới. Xin kính chào quý vị.